Đến ngày ấy, làm cái thuốc đôi khi đến khi trang để hồi hướng cho quả phúc đến những anh dân đã quá giảng của chúng ta. Nên từ việc này, bà con tính ở tâm mà thuyết pháp. Vậy, xin bà con hết lòng nghe rồi nhớ tên ơn đức của thân nhân của chúng ta đã quá giảng ngõ hầu hồi thuốc vương thuốc bao giờ được kết quả đầy đủ. Chúng tôi mỗi năm để làm phước một lần như vậy để hồi hướng lên tất cả cửa quyền thất tổ. Và cũng xin cầu cho quý vị đồng cùng chúng tôi chọn cái lễ hôm nay và cũng hồi hướng phước báo như chúng tôi vậy. Cái quả hồi hướng phước báo đó mấy bà con thường nghe mình sau khi mình vinh đúng rồi đó. Mình hồi hướng tôi là tóm tắt cũng được, đại khái cũng được, hoặc là muốn chắc hơn nữa thì phải để tên họ vào rồi phải rồi hồi hướng thì nó càng chắc vững hơn. Vì ai muốn hồi hướng cho thân nhân cũng nên đem vài chữ tên cha mẹ đủ rồi. Những thân nhân của ta đã quá giảng rất nhiều mấy bà con không biết, mà làm đây chẳng phải chỉ để hồi hướng ông bà cha mẹ mình không, mà hướng tất cả thân bằng quyến thuộc của mình và cho đến những cái người mình quen biết và mình đối với những người đã bị cái nạn lụt và quân nhân để tận về quê hương, mình cũng nên nhớ tới hồ hương luôn. Cái ân đức của bà con nó quá giảng đó thật là rắn tập đối với ta, nhất là ông bà cha mẹ. Chúng ta chẳng nên quên cái người biết ơn là cái người đó rất tốt, mấy bà con hiểu, mà cái người quên ơn là người đó rất hại. Người quên ơn đối với những kẻ đã thi ân với mình, nhất là cha mẹ, thầy tổ, ông bà. Trong kinh nói rằng cái người mà quên ơn cái người đó, bao giờ làm việc gì cũng vậy, cũng nhiều có khó gặp nhiều cái sự thất bại, mấy bà con nên nhớ vậy đó. Mình nhớ ơn, mình thọ ơn với người ta rồi mình quên, mình làm phước, mình quên người hướng đó. Nhưng cái việc gì mình mong mỏi, nó ít được, kết quả lắm. Nó tâm kinh nói vậy đó, mấy bà con nên nhớ, đừng có bỏ qua. Ráng nhớ tên họ, rồi phải hồi hướng. Cái thật này kia, những người mà thọ ơn, người quên đó. Nó dạy cho mình đi trời nắng, rồi mình gặp cái bóng mát, mình xuống, mình ngồi nghỉ trong bóng mát dưới cội cây, mình cũng nên nhớ cái ơn đó. Hoặc là mình khát nước vô nhà để cho nước uống cũng đừng quên. Bởi người nhớ ơn là người quân tử, người đại nhân. Mấy bạn con hiểu vậy đó. Cái người biết ơn đó tu, một cái biết ơn đó cũng đủ giải thoát được. Tâm kinh của tổ nói. Nghe tâm kinh Đức Phật này nói có ba cái pháp tổng đỉnh cao. Ở trong ba cái pháp tổng đỉnh cao nói rằng vừa nói về cái sự ngay thật là một, hai là cái nhẫn nại, ba là người biết ơn. Cái sự ngay thật đó nó khép vào với cái sự nhẫn nại, nó khép vào đỉnh. Còn cái người báo ơn, biết báo ơn đó nên nó khép vào cái sân, cái là cái si. Thấy không? Tham sân si mà nhất là cái si là khó nhất, khó dễ nhất, khó diệt từ. Mà cái người biết ơn đó mới là từ nổi, mà người quên tên từ không nổi.
mấy đoạn đừng có bỏ qua. Như là mình sinh ra ở đời mình nhờ ai, mình nhờ cha mẹ mình sinh ra, và cha mẹ mình nhờ ông bà của mình sinh ra. Hôm nay mình có cái thân này đây, mình trước hết mình cũng do ông bà với cha mẹ mình sinh ra mới có cái thân này. Thì mình quên, thì ở đời mình làm việc không ăn việc làm của mình không được kết quả tốt đẹp đâu. Nếu bà con mình cứ quên như vậy đó, cái việc ơn nghĩa đối với cha mẹ ông bà đó là vô lượng. Nó trời cao không có thế sánh được, mà biển rộng không thế đo lường được cái phước báo. Cho nên bà con nhớ đi, rồi phải cúng dường ít nhiều, định hồi hướng đến chư tăng. Nó như vậy mới có kết quả tốt đẹp. Đây thì nói tóm tắt bởi vì bà con cũng hiểu, không cần gì giải nhiều. Mà muốn biết như vậy làm sao? Phải trước hết phải có đức tin. Đây cái đức tin, trong kinh nói với ông giải rằng, trong cái câu nói rằng kinh sự thắc quy tăng vô đi sơ sắc sơ thăng. Nó có chi làm cho con người chưa thích thân hết ở trong đời, thì Phật đã rằng cái mà làm cho con người đạt được ưa thích lượng hết là của cải tài sản. Vì cái tài sản của cải của mình kiếm được đó, nó làm cho mình vừa lòng đẹp ý, hài lòng quan hỷ luôn luôn. Bởi vì tiền bạc của cải con người mà có rồi đó, thì như là đem đến cho con người được năm cái quả phúc. Một là một cái vui trong sự chi phí, hai cái vui chi nhược cái sự nghèo đói, ba cái vui nó tránh khỏi cái sự khổ, bốn cái vui những người có tiền bạc rồi đó, nó làm cho tâm những tiền bạc ngọc ngà châu báu càng thêm dễ dàng. Sự tiến hóa trong đời, đây là nói tài của cải ở bên ngoài. Còn cái của cải ở bên trong đây, mấy bà con mình nhớ rằng rất quý. Mà cái của cải bên trong đây nói về cái đức tin. Cái đức tin đó là cái của quý ở bên trong của thiện nam tín nữ. Con người mà có đức tin vững chắc, hoặc là cái đức tin đời hoặc đức tin đạo, người đó cũng được hưởng năm phước báo. Một là được hạnh phúc yên vui trong cõi đời tùy theo cái thàm tinh và thánh tinh. Cái người cái của cải bên trong tức là đức tin, nó đem cái của cải, nó đem cái quả phúc tốt đẹp an vui. Cái người là nó làm cho mình giảm cái khổ. Người thứ ba, cái chữa cái khổ. Cái khổ gì thiếu đạo đức. Thì thứ tư, cái người có đức tin vững chắc rồi, nó đem đến cái kết quả được thất giác tiên để thành tới bậc chánh đẳng vững giác, bậc bậc a la hán. Cái người có đức tin bên trong là có tài của cao quý đây, làm cho đạo đức, làm cho chánh pháp được duy trì cái mình nhận mình.
một cái tài sản ở bên ngoài, bà con cũng có thể giữ hiểu, không có cần phải nói thêm. Tôi xin giải thêm cái tích tinh, tức là tài sản quý báu ở bên trong, nó đem đến mình cái phước báu. Trước hết nó đem đến cái quả gì cho mình, do cái sự thà phàm tinh và thánh tinh. Những cái người có đức tin mà còn phàm đó, thì mình làm chi tiêu trong đời hằng được thành tựu mỹ mãn. Vì bao giờ con người có đức tin rồi, biết phải với chân tà, không tạo một cái tội, chỉ làm cái phước, và cố gắng thực hành theo ở đời, làm ăn lương bán cũng ngay thật, và cố gắng làm ăn tất nhiên phải có của cải, ở ngoài cũng có, và bề trong cái tâm của mình vững chắc ở trong cái đường đạo đức. Rồi nói về người nào mà có đã có thánh tính rồi thì mau đến giải thoát, đạt quả niết bàn. Đó là cái quả phúc thứ nhất. Cái quả phúc thứ nhì, nó có đức tin là tài sản bao quý ở bên trong, để thuyên giảm cái khổ, là khổ sinh già bệnh chết. Nghĩa là cái người có đức tin về thánh thức rồi, người bao giờ có cái khổ già đau chết đến, người ta không có quá khó khăn rơi ra đau chết, vì có cái đức tin thanh cao như vậy rồi. Biết cái đời, cái thân lũ quẩn đây mà nó vô thường, khổ não vô ngã, thì cái tâm nó không có quá cố chấp. Cái bao giờ nó không có cố chấp, hoặc giảm nó cố chấp đi, thì dẫu cái thân này nó đau đớn đến đâu, người ta cũng không có quá chịu khổ, và còn có cái tiếng nhớ tiếng chạy nhớ đến cái chân pháp Đức Phật, nhớ chưa được đắc quả là hán, từ cái bậc thánh thức ở dưới lên tới cao, thì được cõi sanh về cõi trời, rồi sẽ đi đến niết bàn không khó khăn. Để đến được thứ gì? Để thứ ba, những cái người mà có một cái đạo đức rồi, nghĩa là đức tin của cải quý ở bên trong đó, nhưng mà chỉ những cái chi khó khăn ở đời, những cái chi khó khăn ở đời nó không có thế nhưng cả một cái tâm kính chuyên thấy cái lẽ đạo rồi, nó không có dính duyên, nó không có liên ai ở đời, rồi chết được sự yên vui. Một cái phước báu thứ tư ở bên trong là sẽ cái người đó sẽ được đạt đến bảy, đây là thất giác chi, là bảy cái pháp làm cho con người được giác ngộ. Một là trí nhớ, hai là chọn biết chọn cái pháp để mà hành, ba là thủy lạc, bốn là định, năm là định, năm là an, sáu là định, còn bảy là xả. Nó bao giờ được bảy cái chi ra sáng suốt ở đây thì để đi tới niết bàn không có lâu. Còn về một cái đức tin bên trong là của báo đây, người nào mà có đủ rồi, họ được gìn giữ
cái tâm pháp được lâu dài thì đem hạnh phúc đối với chúng sanh vô lượng. Đây nói về cái nghiệp, phải có mình phải có cái đức tin ở trong bốn điều. Cái người mà có đức tin cho vững chắc ở trong cái nghiệp, nghĩa là khi mà mình tạo nghiệp lành, mình tin chắc là mình sẽ gặp hạnh phúc an vui trong cõi đời. Tin có quả, không bao giờ mình gặp những cái buồn, mình tin chắc rằng cái buồn của ta gặp đây là do cái nghiệp không tốt, cái nghiệp dữ chúng ta đã tạo, cho nên hôm nay chúng ta phải chịu cái quả khổ. Rồi biết như thế đó, rồi không dám phiền trách ai, ráng vui lòng nhẫn nại với cái khổ, chỉ tạo cái nghiệp lành rồi nó sẽ qua khỏi. Những cái tin nhân tin quả, có bao giờ gặp cái quả vui rồi nghĩ đến cái quả vui mà ta đã được đây, nên phát tâm từ một cái nghiệp lành ta đã tạo, cho nên hôm ta nay ta mới gặp cái vui. Biết như thế đó rồi, chỉ hết lòng tinh tấn cố gắng tạo cái hạnh phúc ở trong cái đường đạo đức, thì cái hạnh phúc vui nó sẽ đem đến cho mình luôn. Khi tin nhân tin quả, tin cái nghiệp là của mình, nó bao giờ có cái chuyện gì xảy đến chẳng hạn, mình chỉ biết rằng cái tội phước chân tà như khổ đây là từ ta mà có, chẳng phải ngoài ta, không phải người nào đem đến cho ta, bậc cha mẹ bà con thân tín chỉ ta thôi. Thì ta đành vui, ta nên tạo việc đành thêm nữa. Thứ tư, tin cái giác ngộ của Phật, nghĩa là tin chắc rằng những cái pháp là cái lời giải báo của Đức Phật đây là đúng đắn, là chân chánh, không có chi phân biệt. Ngài nói đâu là có chắc như vậy, rồi mình nó thân tâm mình càng tin thêm nữa, mình thật thành như thế thì không tên trời sẽ được đến nơi đạo quả nước bạc. Là nữa, cái đức tin ở bên trong nó đưa cho ta ở đời thì được cái quả vui, ở hạnh phúc, ở tâm có người, chết rồi sanh về nhàn cảnh, rồi chết từ luôn đến quả nước bạc, được ba cái quả phúc cao thượng như thế đó. Là nữa, cái đức tin đúng đắn rồi là một cái tài sản bao quý, không ai đoạt được, lửa không cháy, nước không lâu được. Đấy, như vậy đó mới bà con nên suy xét. Nên mình so sánh với cái cửa báo ở bên ngoài là vàng bạc của cải ngọc ngà, lại so sánh với cái đức tin là cửa báo bên trong, thật là khác hẳn. Cái đức tin là của bao bên trong luôn luôn làm cho mình được yên vui hạnh phúc ở cõi đời, lên cõi nhàn cảnh và đến nhất bàn. Còn một cái hạnh phúc tài sản ở đời nó đem đến người ta nhiều cái gì thật mới xa của chuyện của nhưng nó là làm cho ta phải chuyện cái tội lỗi nữa, vì có người ta nó bị tiền bạc của cải ảnh hưởng, nó sử dụng làm những cái vô nhân đạo, rồi chúng ta phải xa đã được có một chút thôi. Bởi vì chúng ta ý lại về tiền bạc của cải, ý mạnh hiếp yếu, ý sang hiếp hèn, ý giàu hiếp nghèo, thì đó là một cái điều nó thúc đẩy ra tạo cái nghiệp dữ không vui vinh. Đó, như bây giờ để mình dòm thấy coi những người, những hạng người giàu có sang trọng đâu có biết phải với chúng ta chỉ tìm an vui riêng được cho ta thôi, thì chỉ tạo cái nghiệp ác thôi, thì chỉ phải xa đã giữ được một kiếp, có khi lại không được chọn cái kiếp sách nữa.
đừng nói chúng ta là bậc hạ lưu hoặc trung lưu, đến cái bậc cao lưu cao thượng cũng vậy. Bởi vì chưa mà không có biết nhân từ đức hạnh thì tất nhiên cũng phải xa đã, chết rồi cũng phải xuống địa ngục. Mới chỉ cho bà con cái đức tin mình ráng tạo, ráng tạo nó dành, vì đức tin đem đến cái phước báo cho chúng ta rất nhiều. Đây nhớ ra cho bà con nghe cho rõ là đức Phật có dạy nghiệp thì nhiều, mà đây Phật ngài giải tam tác lại cái 14 cái nghiệp, cái loại nghiệp. Một là cái người làm việc bố thí thì người đó tiếp sau phải được giàu có sang trọng, đây là một. Cái người đó bỏng khổ thì tiếp sau phải nghèo khổ thiếu thốn, nó là hai. Thứ ba, cái người ác độc hung bạo từ thường hay chỉ rửa mắng nhiếc đánh đập chúng sanh, cái người đó sao phải chịu khổ thường hay mang bệnh tật. Một cái nghiệp thứ tư, cái người nào ít hay hãm hại làm khổ kẻ khác, làm cho kẻ khác phải đau đớn, từ tâm ra tiếp sau ít bệnh hoạn. Cái nghiệp thứ năm, cái người nào hay sân hận từ tiếp sau nó có cái sắc tướng sâu xa. Cái người nào được nhẫn nại thì tiếp sau nó có sắc đẹp. Đó là sao bảy. Cái người nào dâm tị thì tiếp sau cái người đó lại tâm vào một cái nhà lô hàng. Người nào không dâm tị thì người đó tiếp sau sẽ được cao sang. Cái người nào hay không cao ngã mạn thì người đó nữa được phải chịu thấp hèn. Người nào hay tôn kính khiêm nhượng khiêm nể thì người đó ngày sau được khiêm nể yếu đến kính gì. Cái người nào không hay gần gũi chi tu tu hành cao thượng để học hỏi cái chi phải cái chi quý cái tội trước chúng ta biết rõ để học một cái đạo đức thì người đó sao có cái trí tuệ, dầu sinh ra kiếp nào cũng biết tội trước chúng ta rồi sẽ tu được dễ dàng. Cái người nào không hay tới lê tìm một cái chân lý ở trong những hàng bậc thiện tri thức thì người đó tiếp sau lên đời phải dọ chịu cái vết nát thứ trí tệ thì phải càng làm tội rất to và phải xa đã. Đó, nói tâm tắc như vậy đó mấy bà con này biết, cho nên phải mình phải nâng đức cái đức tin cho nhiều. Bao giờ tin được nhiều rồi thì ở đời được dễ dàng, mà muốn như vậy mình phải làm sao? Phải nhớ đến 14 cái việc như vậy đó. Chẳng phải con người mà được giàu sang hoặc thiên hạ yêu mến cái gì rồi lại có đạo đức đó, không phải khó đâu, không phải dễ đâu. Phải nhớ thực tiễn như vậy, mình phải biết như vậy rồi thì mình mới tạo cái nghiệp mình được dễ dàng. Thì mấy bà con nghe thì cũng chế diệu, mà nếu người có đức tin rồi giữ giới nữa thì được càng quý lắm. Bởi giới là căn bản của tất cả cái thiện pháp. Cho nên Pali cũng nói như vậy, Ati Sa Lăng Phật Tê Tha Chắc, giới là nơi dung thân trước hết. Pali Văn Tắc Nhất Sáng Ẩm Ma Tư Căng, giới là mẹ trong tất cả thiện pháp. Đắc Múc Khanh Pháp và Tham Ma Năng, giới là đứng đầu của tất cả các pháp.
Tasma Sailang Vito Tatye. Do đó, những cái người có giới phải lên cần sao dời cái đức tánh, cái đức giới cho được trong sạch mãi mãi. Lột tây lăng lô kê amit taro, giới là vô sân trong đầu. Mấy bà con nghe tôi chỉ càng ráng từ giới. Mình giữ giới chỉ như vậy rồi không bao giờ được, không bị khổ. Đức Phật mình có đức tin vô mạnh là mình cứ làm. Mình có gì sự nghèo khổ hay gì được bỏ giới đi. Bởi vì mình làm phải có khi cũng phải bị cái khổ ở đời. Vì cái nghiệp ác mình đã tạo từ trong nhiều cái cách, cái kiếp trước. Chính hôm nay vậy cho mình làm phải mà mình cũng đôi khi cũng gặp những cái khổ vậy. Mà cái khổ đây nó sinh không phải từ cái đức tin hoặc từ cái giới của mình có rồi nó. Chúng ta cho cái quả không phải vậy đâu, nhân nào quả nấy. Tin chắc như vậy, rồi không thả nó qua. Nó qua cái việc của cái nghiệp ác cũ, đừng có đến cái quả tốt đẹp của mình trong cái lúc hiện tại mình đang tạo đây. Không nhớ tỷ gì đâu. Tình giới là căn bản của tất cả chúng sinh. Nếu bà con nên ghi tắt đi, cho nên trước hết phải biết cái căn bản của cái phước cái tội. Ai cũng muốn tránh cái khổ thì Đức Phật nói nếu mình không muốn có khổ thì đừng có làm cái chi ác đến cái khác. Mình mong được vui mà mình tạo một cái ác nghiệp đến cho cái khác, tất nhiên không sớm thì chạy mình sẽ chịu một cái ác quả của em muốn. Cái ác báo không có sai đâu. Đức tin cho mạnh thì mới thấy cái hay, cái giỏi thế nào. Đây thì đang nói tới cho mấy bà con nghe. Nó có hai vị vua. Cái vị vua đằng ở bên kia dòm thấy bên đây giàu có sang trọng, chính cách bình hòa đánh cái chuyện vừa bên đây. Và đánh thắng trận rồi bắt cái ông vua. Ông vua đó giết chết. Ông vua đó có bà hoàng hậu rất đẹp. Cái ông vua thắng trận thấy như vậy tính cho lính bắt đem về làm hoàng hậu. Cái bà hoàng hậu nó hỏi bà hoàng hậu có chịu không. Bà hoàng hậu nó tâu như đại vương, tôi không bao giờ nhận được. Bởi vì đại vương giết chồng tôi chẳng phải chịu chết chứ không bao giờ tôi bằng lòng ở với đại vương được. Nói bà không chịu tôi đây, nhà tôi cháu bà tôi lựa mà tùng lửa. Bà nói làm sao làm, tôi đã nhất định. Mà cái đức tin mạnh như thế đó. Nên vừa em tích mình thế rồi, ông biết biểu bình gia tôi. Tôi phải biểu bình gia, phải vừa tùng lửa. Chứ sẵn phải tùng lửa đó bà mới niệm. Út thăng sân cây cha mít, tham năng sân cây cha mít, sang sân sân cây cha mít. Đọc tôi xin nghe Phật quy pháp quy tăng. Thầy luyện cho những cái con đồng tiền ở dưới nổi lên chợ khỏi gì hết. Ông vừa cũng thấy giận quảng để chạy lại ông lại. Ông lại nên tôi không dám tôi xin lỗi với bà. Thôi xin bà vui lòng. Tôi đem với bà tôi coi như anh như mẹ của tôi vậy. Mấy bà con nghe cho kỹ. Tôi sợ cái đức tin mình nó còn lung lay. Cái đức tin mình nó vững chắc rồi không có cái gì hết. Mấy bà con thử. Khi nào hỷ sự mới biết nhân tâm. Tôi quý ở chỗ đó đâu. Mấy bà con mình nhớ ghi về tỉnh tế. Cái chết lẽ tự nhiên tên cũng chết, thầy cũng chết. Mà mình chết cái tâm mình trong sạch như vậy đó. Tất nhiên giờ có chết chăng nữa thì mình sẽ được về nhàn cảnh chắc hẳn. Em nói với bà con, không thứ gì pháp, mà cái pháp cao, cái pháp cạn, cái pháp mới, cái pháp sâu xa. Trước hết, thấy bà con mong cái chi chi cho được, nó đem đến cái quả phúc cho mình, để mình hưởng hạnh phúc trong cõi hiện tại. Đó là lẽ dĩ nhiên, nhưng mình nên biết phân biệt cái chi trước, cái chi sau để mình tạo.
Mà nếu con người thiếu cái đức tin trong sạch chân chánh và không giữ giới thì mình không mong, không có mong không được. Giỏi, mình có giỏi trong qua mình hưởng một cái phước báo của mình tạo không có chân chánh đây, rồi nó sẽ tan nó hết, thì mình sẽ chịu khổ. Có cái đức tin mình vững rồi không có chi hết. Thế thì con nghe cái chữ đi, tin đi rồi sẽ thấy. Đừng nói sao tôi, cái bậc xuất gia làm ân sư đây người ta tôn kính vậy. Mà nếu mà không có đức tin, giữ giới không trong sạch thì nó cũng phải khổ, cũng phải thiếu thốn thiên hạ. Chỉ chứ không phải bình thường. Đức Phật này giải hoài, nó có chi cũng do tự nhiên mình. Mình phải tin cái nghiệp của mình, tin cái nhân cái quả cũng do từ nơi mình mà sanh. Cho nên mình phải tin nhất, nhất là tin, tin một cái giác ngộ của Phật. Nếu Phật dạy là đúng, không có bao giờ chúng ta đáp đảo được. Nghe cái pháp lần đầu tiên cho mấy bạn nghe như vậy, đặng ráng mấy bà con ráng giữ chơi. Mình muốn vui hạnh phúc cho vững chắc và trước hết phải có đức tin. Mình muốn có đức tin, nghe rồi phải suy xét coi nhân quả, không ai chạy khỏi, không ai chối cãi được. Mình làm cái chuyện cho cái khác vui thì cái vui nó sẽ trả lại cho mình. Mà mình muốn vui thật, mình lưu này cái kia làm cho cái khác phải khổ thì đừng có mong, đừng có mong mà tìm cái vui. Dù mình tạo cái khổ đó, cái nhân ác đó không ai biết, mà chính mình biết đủ rồi. Cho nên bao giờ mình làm cái chi mình phải quan sát cái chữ trước. Như cái người trước khi tạo nghiệp phải quan sát cái chữ càng rồi mới thực hành. Như thế đó thì cái nghiệp mình tạo được hoàn toàn mỹ mãn. Chứ đừng có hết tết tính làm nó nguy lắm. Vì cái tâm, cái lòng ái dục của mình nó khi đẩy mình, nó thúc đẩy mình. Nếu bà con nghe cho kỹ càng, cái phước không phải tại lại Phật mà giáo Phật, không phải vậy đâu. Tôi nhắc lại, đức Phật là tượng trưng cái chân lý. Mình lại Phật mình nhớ lấy cái chân lý của Phật dạy. Phật dạy sao tôi nhớ rồi mình làm theo. Đặng mình làm như vậy là mình để đền ơn cho Đức Phật phần nào. Chứ đừng có tưởng lại như vậy là Phật cứu mình, không nên đâu. Phật không giải. Đức Phật nhân thầy thuốc. Ngày hay ngày chỉ thuốc hay uống. Chứ mình nói không Phật quý thì mình dạy người lá, mình dạy rồi mình giáo. Mà mình không làm theo đó nghĩa là mình không uống thuốc của Phật. Thì giáo thì mình không biết. Tội lỗi lắm. Đức Phật giống như người chỉ đường. Mà ai cũng có theo con đường của Phật dạy thì người đó rẽ trượt sẽ đến nơi đến chốn hạnh phúc yên vui. Mà mình thấy nghe Phật dạy cái đường đi mà mình không làm theo, mà mình chỉ gian lên cầu xin thì không bao giờ được. Nếu mà được chăng nữa thì là vô lý. Phật là chân lý, mà chân lý thì không có làm sai. Nếu cái người mà khổ là tại cái nghiệp của họ, mà Phật đã cứu cho hết khổ, cho khỏi cái nghiệp thì Phật không đúng. Bởi vì cái khổ mình tạo cho cái khác mà mình không chịu, hỏi về cái nghiệp nó về ai chịu cho? Không lẽ kẻ khác phải chịu cho mình? Cho nên sau khi con người chết đã xuống địa ngục, ở trong kinh có dạy, nó đã xuống địa ngục rồi, nếu đó là nói qua những cái người tội nhẹ nhẹ không quá nặng, còn người tội nặng rồi cái chết bị tước xuống địa ngục, còn người tội vừa cái thì sự bị phi nên nó bắt lại nó đi. Bè mình dẫn đến bì lại nó tàu dư duyên điền
Tâu với Hoàng thượng, cái người này đã ở thế gian có phạm tội, để đem đến đây cho đại vương thân sự. Mà vua Diêm Vương chẳng phải vua ở trên này, thân sự tội lớn nhẹ này kia đó, làm sao nó cũng có cái sự xuyên tạc Tây Vũ. Còn vua Diêm Vương khác, hỏi không à, hỏi cho mọi người, cái lúc ở trên nhà ngươi có thấy cái khổ và bệnh chết không? Tâu như đại vương có. Hỏi cho nhà ngươi thấy như vậy, nhà ngươi làm sao? Có nghĩ như sao? Nói tâu đại vương, chúng ta không biết nghĩ như sao thế. À, nói tại nhà ngươi dễ gì, ngày xưa có tiền xếp con người ta lên nó đời rồi, luôn luôn phải bị khổ già, khổ đau, khổ chết, cái khổ làm tội đều bị quân lính nó bắt rồi đem về để xử tội, không ai tránh khỏi được. Còn nếu nhận các ngươi thấy như vậy mà không biết suy tư cho nhiều, tìm xét cho thấy rõ, có phải quý đặng mà đánh giữ làm lành, thì hôm nay nhận ngươi xuống đây phải chịu cái tội. Vì trước kia nhận ngươi trên thế gian nhận ngươi tạo cái tội đó, chứ không phải cha nhà ngươi tạo cho ngươi, anh bà cha mẹ tạo cho ngươi, chỉ nhà ngươi tạo thôi, không phải anh của nhà ngươi, chỉ nhà ngươi thân bằng quyến thuộc tạo cho ngươi, chỉ nhà ngươi tạo cho ngươi. Hôm nay nhà ngươi xuống đây, nhà ngươi phải chịu. Nè, nè, vừa nhìn tiếng hỏi có bao nhiêu mà không ngờ cái hệ vừa nhìn kia vừa nhìn dương với làm thêm nhất thân ra rồi quý sĩ biết, quý sĩ mới biết rồi anh dẫn đi làm tội. Hỏi cho thấy coi cái người đó có thức tỉnh như không, nhớ cho kỹ nó phân biệt vậy đó. Cái đừng nói à trên này đâu làm tội đâu mà với anh thử mà anh dương dương với mình xử tội không, cái đó tình tình nói mình nên tin cái sự giác ngộ của Phật. Phật ngài là bậc thánh hoàn toàn duy nhất, ngài thấy hết, ngài biết hết, chứ không không mình biết à, người ta không cho tôi biết chứ không có được, mình tội lỗi quá biết không được, mình dám nhìn tu cho Phật mình sẽ thấy như Phật. Mà cái sự thấy biết cái chẳng phải chỉ đức Phật không, người mà vô tu hả bất định hoặc là lên bậc thánh lên gần Phật thì tất nhiên biết được, chứ không phải chỉ mình Phật biết được đâu. Để nói Phật là không có, hay nói không đúng. Đức Phật làm bậc thánh nhân duy nhất, ngài nói cái chi ngài cũng đã biết gì đây, cho nên hồi ngài mới đắc định, ngài thành đến, ngài đạt đến bậc toàn giác rồi, ngài thấy con nghĩ nó bay tới đầu lửa sai tới đó, nó la nó khóc mà Phật cũng không nói ra. Tới sao rồi đại đức một tiền liên đắc quả thánh rồi, nó đi từ núi từ sao bậc, còn mắt dùng mắt thanh thấy, còn nên nó bị lửa cháy nó bay, nó khóc nó la hơi sức. Rồi có một ông sư thàm đi theo đại đức một tiền liên, hỏi bởi vì một con người người ta không có từ nói với mình thấy thấy đầm lạ, có biết tâm niệm lại dòm thấy được mỉm cười thôi, nghĩa tỏ rằng là có cái chuyện vậy nó khác thường. Cái vị từ đi phía sau thì đậm cô thì sắc ông bạch sư huynh, tôi có chi vậy sư huynh, cho tôi biết sư huynh à, chút nữa về chưa được không hay. Đó, một kỳ liên cũng không dám nói, bởi vì nói ra cái gì thì kêu sao đó mà không tin cái xuống địa ngục. Bởi vì khi cái bậc thánh nhân sau khi về tới cao thay rồi mới vào chùa lại Phật, rồi một cửa ông mới bạch với Phật, mới bạch với cây tôn lúc nãy tôi đi ở trên núi xuống à, tôi gặp tôi thấy một con quỷ thôi, nó bay cho đâu lửa cháy thì nó đốt nó la hơi sức, không biết
có nguyện đi thế không? Cái Phật như mà một chữ nhận như mới thấy đó, nhận như đến hỏi ta sao nhận như cái con nghĩ đó, Như Lai thấy từ khi mới đắc đạo quả mà Như Lai chưa có nói ra. Hôm nay cho nhận như là một người chính đồng chính rõ rệt, cho nên Như Lai giải dịch cho người nghe, các người nghe đó. Thì Đức Phật mới đem cái tích đó ra mà giải, bởi vì đã có người thứ nhì đồng chính rồi. Bởi vì vậy sợ nếu mà Đức Phật ngày nói vậy người ta không tin nữa, không tốt mà có tội. Thì mấy bà con xem Đức Phật làm cái chi đúng đắn lắm, mình đừng có để cái gì mang ở trong Phật không nên tin, tin chắc. Nhưng Đức Phật còn hiện tại biết cho nhau với tên người như chúng đi hỏi Phật khác rồi Phật nó hết trời, nó phải chịu. Nên có gì giáo chủ khác nếu bạch hỏi, nó bạch Đức Cô Tâm Mắt. Đức Cô Tâm Mắt đàm thoại chúng tôi đây, Đức Cô Tâm Mắt có tính trước không? Hỏi tôi vậy. Bởi vì thấy cái chi Phật này nó đứng mắt quá đi, mà nó không tin nó mới còn hỏi dặn lại Đức Phật. Nên nói được chi thì muốn cho khai thanh cái vui mình của Đức bà con thế nào, đừng để nó ưa trong đó rồi tội lỗi lắm. Tin chắc đi, bởi vì có kinh ta ly là lời Phật dạy rồi, người ta có dịch nghĩa ra chứ không phải chỉ người dịch ra đây rồi muốn dịch thì dịch, muốn nói thì nói, đâu có dám, tội lắm. Nếu bà con ráng suy xét làm cho đúng theo được phép, tự mình thấy rồi. Từ đây tôi nói thật, nói ra rồi không nên. Tôi thì học ít, lớn tuổi rồi quên nhiều nước, rồi thành đông chi sư họ trách tôi là chỉ trích, không thấy nói, không làm nữa, quạt bác nói chứ làm khinh hoài. Tôi vậy là tôi theo anh, làm sao theo đại tiểu đầu. Rồi mấy ông phải chạy xuôi chạy ngược đặng kiếm tiền. Mấy bà con, tôi nói mấy bà con nghe kỹ càng. Tôi ráng tôi biết tôi già rồi, nọc ít là còn quên nhiều, cho nên tôi cứ lo chút ít thôi. Ngoài giờ ra ráng tu tham thiền quan tưởng. Nói tôi đúng không phải tâm thật hơn ai, tâm tôi dòm theo mình làm có không có đúng theo lời Phật dạy. Mà như thế đó, mấy bà con xem, tôi dòm những cái chi, tôi nói họ là thần đông họ nhiều lắm đó. Đến cái chùa của tôi to tát, và tôi nuôi, tôi ăn học, hai mươi mấy vị, thì dòm không có thiếu gì, mặc dù nó toàn đủ lắm, mà cũng ít thiếu thân. Nói ra bà con họ cảm động, rõ cúng dường. Tôi không có chạy chỗ này chỗ kia, không có. Bởi vì đó mình lấy xem xét coi. Nhưng mình nghĩ cái việc, cái cử chỉ của mình tốt đẹp hay không, mình không cần khoe, nó sẽ đến cho mình. Mấy bà con cứ tin làm rồi sẽ thấy. Đừng có chạy theo cái đời đạo lưu không tốt, ráng đi. Mình biết cái chúng đã trải qua biết bao năm rồi, mấy bà con nghe cái pháp cũng nhiều. Đức Phật của chúng ta là hoàn toàn sáng suốt rồi, ngày sợ gì sau khi thành đạo? Tại sao ngỡ trong rừng? Rồi ngỡ đó những hàng Phật tử tu theo ngày sẽ được phước báo biết bao nhiêu. Khi các bậc xuất gia từ khi từ theo ni sa di sa di ni thành biết bao nhiêu, mà có nói gì đâu, có đi kiếm chuyện với bạc thì đâu không có, mà không thiếu. Mấy bà con đừng có lo, ở đời mấy bà con cứ việc lo làm ăn, nhưng phải làm sao phải tin chắc đi, tin cái nghiệp. Cho nên biết cái nghiệp rằng làm không tốt thì sẽ gặp cái hoàn cảnh không tốt, mình làm lành nó như vậy mình sẽ gặp cái lành.
mình được hạnh phúc yên vui trong cõi đời, sau khi thoát rồi cũng sẽ được như. Nên không phải mong cái chi chi ngoài cái lòng chân thật của tôi. Bởi vì tôi tu hành thì tôi thấy cho hay, mấy bà con ráng tin, tin lời Phật dạy, tin nhân quả, tin cái nghiệp của mình là của mình, chứ không phải ai đâu ngoài khác về làm cho mình, để chịu thế cho mình hay đem cái hạnh phúc cho mình, không có. Tất cả 84.000 pháp môn của Đức Phật dạy nó gom vào ở trong một cái ngũ quẩn của mình đây, xác thân của mình, cái tinh thần mình. Mình lo mình biết ở trong cái thân mình sao phải có chúng ta mình tìm mình học. Phước hay tội cũng tùy ở trong cái thân hữu ý mình đó. Nó phát ra chứ không có ngoài. Đừng có dòm kẻ khác coi họ làm cái chi chưa làm cái gì. Chỉ trở lại xem mình đã làm được cái chi, mình chưa làm được cái gì. Không nên đánh đưa với đời lắm. Đời là vô thường, đời là khổ. Mà mình tìm một cái vui ở trong đời vô thường khổ não, làm sao mà tìm được. Cũng như người ngồi gần cái lò lửa nóng mà mình không chạy ra khỏi cái lò lửa, mình ngồi đó thì mình phải chịu nóng. Mấy bà con nghĩ coi, giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, già cũng khổ, trẻ cũng khổ, sang cũng khổ, hèn cũng khổ. Mình thấy lên xe cứ nhẹ nhàng, sao cứ rỗng, xe lo ngất ngơ. Mấy bà con nghe kỹ coi, lo lắm. Mà rồi khi chết đời của hai tay không mà lại còn tội xa trong bốn đường ác đạo. Ráng mấy bà con đừng có dòm cái khác, dòm lại ta đây, cho làm giống theo lời Phật dạy hay không. Tôi chỉ nhất bao nhiêu thôi. Cho nên bây giờ tôi già tôi lo không có chi được, lớn lao tôi nhắm tôi lo cái chùa nổi cái chùa này cho chư sư được hòa hảo nhau tu hành tinh tấn, để duy trì phần nào chân pháp của Đức Phật. Đó là cái sự thật của tôi. Tôi già rồi, có lẽ năm nay tôi không dám ra mặt để làm tăng thất nữa, để mình biết và không có đủ khả năng. Nên tôi kinh viết lẫn tư để già lên ý rồi. Đức Phật dạy rằng lựa còn trẻ tuổi phải siêng năng học hành, tới trung niên từ đó từ chức dạy bảo kẻ khác. Và nếu lão niên thì phải hành, mà người nào không thực hành người đó quấy. Như hôm nay tôi đây, tôi ở ráng đây với Phật thì cũng biết tôi làm không đúng lời Phật dạy. Mà biết sao? Vì thiên hạ hô kêu rê chư tăng yêu cầu tôi không phải ráng. Cho nên hôm nay chắc tôi không dám nữa. Tôi làm không đúng. Nhưng mấy bà con ráng đi. Chết không sao. Mình chết mà mình tinh sạch như trời, tinh đi. Ngũ giới bất từ nhân thiên lộ tuyệt. Giữ giới mình giữ không còn là mình đi xuống à. Mà một khi đi xuống rồi thì không phải giữ lên đâu. Lên con người là có phước. Mà mình già bốn đường ác đạo, làm ma, làm quỷ, thú, mà địa ngục, đâu đâu có rảnh khổ hoài, đâu có rảnh mà tạo cái nghiệp lành được. Vậy làm sao mà trở lên người? Hôm nay mình đã sẵn làm người rồi, và gặp chánh pháp cái nữa thì cái phước của mình vô lượng. Ráng tham làm gì, đời tội lỗi, cái đời là mồi, cái thúc giục mình cái này đẹp, cái kia đẹp, cái này đẹp. Mà một khi mình vướng vào đó rồi thôi, hết dở. Cũng như lúc mình còn trai, trai Phật giáo, còn cái tuổi sinh thời, ráng tạo cái nghiệp lành cho nhiều. Cái mong mà tìm cái hạnh phúc của trong đời thì lập ra đôi bạn rồi có con cái nhà cửa thôi, mệt quá rồi cũng bỏ hai tay không. Mà phải giữ đâu, tiếc, tiếc vợ, tiếc chồng, tiếc con, tiếc của. Mà cái lúc nó tiếc như vậy nguyên cái đạo đức đi. Con người lên cảnh trên nhờ cái đạo đức nó nâng đỡ mình. Mà nếu mình
mình liên ai ở trong vợ chồng con cái của cái đâu mình có tâm rảnh rang nhớ tới cái đạo đức của mình đã tạo thì tất nhiên phải xa trong bến đồ ác đạo, rồi không biết ngày nào trở lại làm người nữa. Mà giàu có lẽ làm người nữa chưa dễ chắc mà gặp được chánh pháp. Cho nên câu nhỏ có nói nhất thất nhân thân nhạn kiếp năng thái phục. Cái thân này mà khi mất rồi muôn ngàn kiếp khó mà tìm lại cho được. Cho nên mình thương mình nghĩ sao mấy Phật con. Thôi, tới đây cũng tạm dứt cho tới giờ tôi xin hồi hướng phước báo đây đến tất cả chúng sanh, nhất là đến những thân nhân, những bậc ân nhân của chúng ta đã qua giảng rồi. Cầu xin chư thiên sau khi thọ lãnh phần phước này đến mách bảo cho những thân nhân của chúng ta đã qua giảng rồi được thọ sanh trong nhàn cảnh là đến đây thọ lãnh phần phước này rồi được thanh trong nhàn cảnh. Tại sao mà cái câu nguyện lại yêu cầu như vậy mấy bà con nên hiểu? Bởi vì chư thiên, nhất là chư thiên cũng tứ đại thiên nhiên nữa, ở lẫn lộn với mình đấy. Tôi coi trong kinh thấy rõ rệt, luôn luôn mỗi bữa đức trời để thức tiếng tham và dây tứ đại thiên dương, là phải cho chư thiên ở trong cõi tứ đại thiên dương đem sổ bộ làm như người đời á, tới nhà này người kia dòm coi nhà nào làm phước ít nhiều, tên họ gì, rồi đem về tâu lại. Người nào mà làm phước nhiều thì trời đế thích cái tứ đại thiên dương đó quan hỷ quá hộ trì. Còn người nào mà không có làm thì đức trời đủ thích, đức trời tứ đại thiên vương than chứ không phải làm tội nghiệp, than chứ biết làm sao vậy. Cứu lực cứu độ những người đứng đắn, cho nên đây bà con mình làm phước luôn luôn phải hồi hướng, nhất là chư thiên tứ đại thiên vương là những vị trời tốt đẹp luôn luôn ở gần chúng ta, coi cái sự hành vi tốt xấu của chúng ta rồi biên đem về tâu. Tôi không bao giờ tôi nói láo, mấy bà con biết là tôi đem Pali hoặc là chữ gì đó tôi cho mấy bà con, tôi đọc cho mấy bà con nghe. Thì con cũng sắp nó rõ rồi, nó giật cung trời hết thải cung trời 32, 36 cung trời. À vì nó tới địa ngục, địa ngục thải nó có 400
458 cái địa ngục. Đức Phật không bao giờ nói dối mà có Pali nữa. Mấy bà con có bốn đúng đắn, khi nào lại tôi giật Pali đi cho mấy bà con nghe. Tôi mong muốn chưa hơn là mấy bà con tin cho nhiều, cái phước mình tạo không bao giờ mất, mà cái nghiệp mình làm cũng không bao giờ tiêu, phải chịu. Cho nên trong Pali nói rằng tâm mang sách tê thờ vi sạc tí gia đi đăng hư nắp và nít ta giấc. Cái nghiệp nó thân hạng chúng sanh nghèo hoặc hèn sang hoặc hèn nghèo hoặc giàu, nó thân cái hạng người. Chứ nếu là người nào làm lành đúng đắn thì lên, cái người nào mà làm cái việc không tốt đẹp lại xuống. Cái nó có phạt có thưởng chứ phải không, mà phạt thưởng đó là cái nghiệp của mình nó phạt thưởng chứ không ai ông nào cho mình hết. Cũng như cái chết thì nó sơ tóm thấp rồi ở trên này chết mà xuống dưới đó, nếu mày tội nhiều thì đi xuống địa ngục, mà tội ít ít cho thì đi xuống đó. Chờ giờ mới đi vô chầu vua Diêm Chúa, mà vua Diêm Vương đó hỏi cho mình thức tỉnh, mà mình không biết gì hết thì Lưu Sư nó cao đi nó hành tội à, tại cái nghiệp của mình. Nếu mà con nhớ thì nhắc tới luôn mà con nhớ, không cần học nhiều, mình nghe đúng đắn để mình thực hành có bao nhiêu thôi. Cái tin cho mạnh nó phải rồi, tin lời Phật dạy cho mạnh rồi mình giữ giới cho kỹ, cái đó là căn bản. Còn cái tham thiền hoặc có học cái gì như vị phá thiên gì đó, cái đó là không hay thật. Mà đều nếu cái đường ở dưới mình chưa biết chân lên thì không bao giờ mình đi từ ngọn đi xuống được, không có giới gì định rồi tệ, cái giờ đó tệ rồi định rồi giới, không có đó. Biết cái gì vị pháp nó cao nhỏ trên đọt à, rồi định là cái cây, còn cái giới là cái mặt đất. Họ chơi không mặt đất rồi chúng sinh ở được không, cây cối mọc được không, không. Rồi cho kỹ, đừng có ham nhiều lắm rồi bỏ cái dưới được, chỉ làm cái tên mà làm cái gì không ra gì hết. Giữ giới cho kỹ đi, ta liên nói rõ rạc mà. Tây ăn lô kê anuttaro, giới là vô sanh trong đời, thấy không? Tôi không thấy chỗ nào nói ở định là vô sông, hay là như vị pháp là vô sông, không có. Ông mà ông thấy cái đó bậy, ông mới cao, mà nó cao quá đi, người ta do chiều tây quá, nghe lời quá, bình ham nhiều quá, rồi giới bỏ giới đức tình yêu thì đi lắm. Thôi tôi đây tạm giúp ê văn mi phụ trần. Cái chi tiêu ngoài cái lòng chân thật của tôi, bởi vì tôi tu hành rồi tôi thấy cái hay. Mấy bà con ráng tin lời Phật dạy, tin nhân quả, tin cái nghiệp của mình là của mình, chứ không phải ai đâu ngoài khác về làm cho mình, về chịu thế cho mình, hay đem cái hạnh phúc cho mình, không có. Tất cả 84.000 pháp môn của Đức Phật dạy nó gom vào ở trong một cái ngũ quẩn của mình đây, xác thân của mình, tinh thần mình. Mình lo mình biết ở trong cái thân mình sao, phải có chúng ta mình tùy mình học. Phước hay tội cũng tùy ở trong cái thân hữu ý mình, nó phát ra chứ không có ngoài. Đừng có dòm kẻ khác coi họ làm cái gì, chưa làm cái gì, chỉ trở lại xem mình đã làm được cái gì, mình chưa làm được cái gì. Không nên đánh đưa với đời lắm, đời là vô thường, đời là khổ, mà mình tìm một cái gì ở trong đời vô thường khổ não, làm sao mà tìm được. Cũng như người ngồi gần cái lò lửa nóng mà mình không chạy ra khỏi cái lò lửa, mình ngồi đó thì mình phải chịu nóng. Mấy bà con nghĩ coi,
giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, già cũng khổ, trẻ cũng khổ, sang cũng khổ, hèn cũng khổ. Mình thấy lên xe xin nhựa nhà cao cơ rộng, xe lo ngất ngơ. Mấy bà con nghe kỹ coi, lo lắm. Mà rồi khi chết đời cũng hai tay không mà lại còn tội xa trong bốn đường ác đạo. Ráng mấy bà con đừng có dòm cái khác, dòm lại ta đây, cho làm giống theo lời Phật dạy hay không. Tôi chỉ nhất bao nhiêu thôi. Cho nên bây giờ tôi già tôi lo không có chi được, lớn lao tôi nhắm, tôi lo cái chùa nội, cái chùa này cho chư sư được hòa hảo nhau tu hành tinh tấn, để duy trì phần nào chánh pháp của Đức Phật. Đó là cái sự thật của tôi. Tôi già rồi, có lẽ năm nay tôi không dám ra mặt để làm tăng thất nữa, để mình biết và không có đủ khả năng. Nên tôi cũng viết vận tư để già lên ý rồi. Đức Phật dạy rằng lỡ còn trẻ tuổi phải siêng năng học hành, tới trung niên thì đó từ chức dạy bảo kẻ khác, và nếu lão niên thì phải hành. Mà người nào không thực hành người đó quấy. Như hôm nay tôi đây, tôi ở ráng đây với Phật thì cũng biết tôi làm không đúng lời Phật dạy, mà biết sao? Như thiên hạ họ kêu đây, chư tăng yêu cầu tôi cũng phải ráng. Cho nên hôm nay chắc tôi không dám nữa, tôi làm không đúng. Nhưng mấy bà con ráng đi, chết không sao. Mình chết mà mình tinh sạch giữa tay tinh đi. Ngũ giới bất tỳ nhân thiên lộ tuyệt. Giữ giới mình giữ không toàn là mình đi xuống à. Mà một khi đi xuống rồi thì không phải giữ lên đâu. Lên con người là có phước. Mà mình già bốn đường ác đạo, làm ma, làm quỷ, thú, mà địa ngục, đâu có rảnh khổ hoài, đâu có rảnh mà tạo cái nghiệp lành được. Vậy làm sao mà trở lên người? Hôm nay mình đã sẵn làm người rồi, và gặp chánh pháp cái nữa, thì cái phước của mình vô lượng. Ráng tham làm gì? Đầu tội lỗi, cái đầu là môi, nó thúc giục mình cái này đẹp, cái kia đẹp, cái nào đẹp. Mà một khi mình vướng vào đó rồi thôi, hết dở. Cũng như lúc mình còn trai, trai Phật giáo, còn cái tuổi sinh thời, quá tạo cái nghiệp lành cho nhiều. Cái mong mà tìm cái hạnh phúc của trong đời thì lập ra đôi bạn rồi có con cái nhà cửa thôi, mệt quá rồi cũng bỏ hai tay không. Mà phải giữ đâu? Tiếc, tiếc vợ, tiếc chồng, tiếc con, tiếc của. Mà cái lúc đó tiếc giữ nguyên cái đạo đức đi. Con người lên cảnh trên nhờ cái đạo đức nó nâng đỡ mình. Mà nếu mình liên hệ ở trong vợ chồng con cái của cái đâu mình có tâm rảnh rang nhớ tới cái đạo đức của mình đã tạo, thì tất nhiên phải xa trong bến đồ ác đạo, rồi không biết ngày nào trở lại làm người nữa. Mà giàu có lên làm người nữa chưa dễ chắc mà gặp được chánh pháp. Cho nên câu nhỏ có nói: nhất thất nhân thân nhạn kiếp nan tái phục. Cái thân này mà khi mất rồi muôn ngàn kiếp khó mà tìm lại cho được. Cho nên mình thương mình nghĩ sao mấy bà con? Thôi, tới đây cũng tạm dứt, tới giờ tôi xin hồi hướng phước báo đây đến tất cả chúng sinh, nhất là đến những thân nhân, những bậc ân nhân của chúng ta đã qua giảng rồi. Cầu xin chư thiên sau khi thọ lãnh phần phước này, đến mất bảo cho những thân nhân của chúng ta đã qua giảng rồi được thọ sanh trong nhàn cảnh là Lê Văn Du, Bà Đinh Tư Chiên, Võ Trần Hảo, Nguyễn Tư Hậu, Võ Trịnh Nhung, Tống Phước Trường, Nguyễn Tư Chiên, Lê Văn Hung,
nghe từ màu, nghe từ tán, nghe văn thân, nghe từ người, những văn thư, nghe từ chía, quả từ tới, nghe rơi bôn pháp ri, hầu kinh yến, kinh dân ruộng, Đỗ Hữu Sơn, Bùi Thị Chi, Đỗ Thị Quân, Ngô Văn Đê, Lê Thị Tạo, Vũ Thạch, Hầu Thị Chi, Hầu Diễn, Hầu Thị Trinh Vương, Hầu Văn Vinh, Võ Thị Trang. Đỗ Hữu Sơn, Bùi Thị Chi, Ngô Văn Doãn, Lê Văn Minh, Nguyễn Văn Sạc, Nguyễn Hữu Phương, Trần Văn Cung, Cha Thị Trinh, Dân Thị Tử, Cha Minh Thứ, Cha Minh Thạnh, Cha Văn Năm, Võ Thị Tới, Võ Thị Giàu, Trần Văn Huệ, Trần Thị Tốt, Trần Văn Hương, Bình Tấn Dương, Võ Thị Đẹp, Bình Tấn Tử. Thôi, và cho Nguyễn Hữu Thân, Nguyễn Hữu Hợi, ông Nguyễn Minh Giỏi, thì tất cả bà con đó xin chị thuyền đến mách bảo cho họ nghe, để họ để cho họ quan nghĩ mau mau đến đây thọ lãnh phần phước này rồi được thân trong nhàn cảnh. Tại sao mà cái câu nguyện lại yêu cầu như vậy, mấy bà con nên hiểu. Bởi vì chư thiên, nhất là chư thiên cũng tứ đại thiên nhiên đấy, ở lẫn lộn với mình đấy. Tôi coi trong kinh thấy rõ rệt, luôn luôn mỗi bữa Đức Trời để thức tiếng tham dạy với tứ đại thiên dương, là phải cho chư thiên ở trong cõi tứ đại thiên dương đem sổ bộ làm như người đời á, tới nhà này người kia dòm coi nhà nào làm phước ít nhiều tên họ gì, rồi đem về tâu lại. Người nào mà làm phước nhiều thì trời đế thích cái tư đại thiên dương đó quan hỷ quá hậu tình. Còn người nào mà không có làm thì đức trời đế thích, đức trời tứ đại thiên dương than, chứ không phải làm tội nghiệp than. Chứ biết làm sao vậy, cứu là cứu độ những người đứng đắn. Cho nên đây bà con mình làm phước luôn luôn phải hồi hướng, nhất là chư thiên tứ đại thiên dương là những vị trời tốt đẹp luôn luôn ở gần chúng ta, coi cái sự hành vi tốt xấu của chúng ta về biên đem về tâu. Tôi không bao giờ tôi nói láo, mấy bà con biết là tôi đem Pali hoặc là chữ gì đó tôi cho mấy bà con, tôi đọc cho mấy bà con nghe, thì con cũng sắp nói rõ rồi. Nói dịch cung trời hết thải, cung trời ba mươi ba mươi ba ba mươi hai ba mươi sáu cung trời, họ vừa nói tới địa ngục. Địa ngục thấy nó có 458 cái địa ngục. Đức Phật không bao giờ nói dối mà có Pali nữa. Mấy bà con có bốn đứng đắn khi nào lại tôi giặt Pali đi cho mấy bà con nghe. Tôi mong mong chưa hơn là mấy bà con tin cho nhiều, cái phước mình tạo không bao giờ mất, mà cái nghiệp mình làm cũng không bao giờ tiêu, phải chịu. Cho nên trong Pali nói rằng tâm mang sắc tê thầu vi sạch tí gia đi đăng hư nắp và nít ta giấc. Cái nghiệp nó thân hạng chúng sanh nghèo hoặc hèn sang hoặc hèn nghèo hoặc giàu, nó thân cái hạng người. Chứ nghĩa là người nào làm đúng đắn thì lên, cái người nào mà làm cái việc không tốt đẹp phải xuống. Cái nó có phạt có thưởng chứ phải không, mà phạt thưởng đó là cái nghiệp của mình nó phạt thưởng cho không ao nó ông nào cho mình hết. Cũng như cái tiếp tục nói về tóm thách rồi ở trên này chết mà tương dưới đó, nếu mà tội nhiều thì đi xuống địa ngục, mà tội gì ít ít cho thì đi xuống đó. Chờ giờ mới đi vô tàu vua dìm chưa, mà vua dìm dìm đó hỏi hỏi cho mình thức tỉnh,
Mà mình không biết gì hết thời thì quy tư nó cao đi, nó hành tội. Tại cái nghiệp của mình, mấy bà con nhớ, thì nhắc tới lương mà con nhớ. Không cần học nhiều, mình nghe đúng đắn để mình thực hành. Có bao nhiêu? Có bao nhiêu thôi? Cái tin cho mạnh, nó phải rồi tin lời Phật dạy cho mạnh, rồi mình giữ giới cho kỹ, cho đó là căn bản. Còn cái tham thiền, hoặc có học cái gì như dĩ pháp hay gì đó, cái đó là không hay thật. Mà đều nếu cái đường ở dưới mình chưa biết chân lên, thì không bao giờ mình đi từ ngọn đi xuống được, không có. Nhớ, dự định, rồi tệ. Cái giờ đó tệ, rồi định, rồi giới, không có. Đó. Biết cái gì dĩ pháp nó cao, nó trên đọt. Rồi định là cái cây, còn cái giới là cái mặt đất. Họ chơi không mặt đất rồi chúng sanh ở được không? Cây cối mọc được không? Không. Rồi cực kỳ đừng có ham nhiều lắm, rồi bỏ cái gì dưới rồi chỉ làm cái tên mà làm cái gì không ra gì hết. Giữ giới cực kỳ đi. Ta liên nói rõ rạc mà. Tây ăn lô kê anuttaro, giới là vô sống trong đời. Thấy không? Tôi không thấy chỗ nào nói định là vô sông hay là những dự pháp là vô sông, không có. Ông mà ông thấy cái đó bậy, ông mới cao, mà nó cao quá đi, người ta do chiều tôi. Quá nghe lời, quá bình tham nhiều quá, rồi giới bỏ giới, đức tình yêu, thì đi lắm. Thôi tôi đây ông tạm giúp, ê văn đi thị trần.
và quân nhân tử tận về quê hương mình cũng nên mới nhớ tới hồ hương luôn. Cái ân đức của bà con nó quá giảng đó, thật là rấm tộc đối với ta, nhất là ông bà cha mẹ. Chúng ta chẳng nên quên cái người biết ơn là cái người đó rất tốt, mấy bà con nên hiểu. Mà cái người quên ơn là người đó rất hại. Người quên ơn đối với những kẻ đã thi ân với mình, nhất là cha mẹ, thầy tổ, ông bà. Trong kinh nói rằng cái người mà quên ơn cái người đó, bao giờ làm việc gì cũng vậy, cũng nhiều có khó gặp nhiều cái sự thất bại, mấy bà con nên nhớ vậy đó. Mình nhớ ơn, mình thọ ơn với người ta rồi mình quên, mình làm phước, mình quên người phước đó. Nhưng cái việc gì mình mong mỏi, nó ít được kết quả lắm. Trong kinh nói vậy đó, mấy bà con nên nhớ, đừng có bỏ qua. Ráng nhớ tên họ rồi phải hồi hướng. Tức thật là chưa những người mà thọ ơn người quên đó, nó dầu cho mình đi trời nắng rồi mình gặp cái bóng mát, mình xuống mình ngồi nghỉ trong bóng mát dưới cội cây, mình cũng nên nhớ cái ơn đó. Hoặc là mình khát nước vô nhà ta cho nước cái uống cũng đừng quên. Để người nhớ ơn là người quân tử, người đại nhân. Mấy bạn con hiểu vậy đó. Cái người biết ơn đó, tu một cái biết ơn đó cũng đủ giải thoát được. Trong kinh của tổ nói, nói trong kinh Đức Phật này nói có ba cái pháp tột đỉnh cao. Ở trong ba cái pháp tột đỉnh cao nói rằng, vừa nói về cái sự ngay thật là một, hai là cái nhẫn nại, ba là người biết ơn. Cái sự ngay thật đó nó khép vào giới, cái sự nhẫn nại nó khép vào đỉnh. Còn cái người báo ơn, biết báo ơn đó nó khép vào cái sân, cái là cái si. Thấy không? Tham sân si mà nhất là cái si là khó nhất, khó dễ nhất, khó vượt từ. Mà cái người biết ơn đó mới là từ nổi, mà người quên đơn từ không nổi. Mấy bạn đừng có bỏ qua. Như là mình sinh ra ở đời nhờ ai? Mình nhờ cha mẹ mình sinh ra, và cha mẹ mình nhờ ông bà của mình sinh ra. Hôm nay mình có cái thân này đây, mình trước hết mình cũng do ông bà cho cha mẹ mình sinh ra mới có cái thân này. Rồi mình quên, thì ở đời mình làm việc không ăn việc làm của mình đó, không có được kết quả tốt đẹp đâu. Nếu bà con đừng có quên như vậy đó. Cái việc ơn nghĩa đối với cha mẹ ông bà đó là vô lượng. Nó trời cao không có thế sánh được, mà biển rộng không thế đo lường được cái phước báo. Cho nên bà con nhớ ghi, rồi phải cúng dường ít nhiều, định hồi hướng đến chi tăng. Nó như vậy nó có kết quả tốt đẹp. Đây thì nói tóm tắt bởi vì bà con cũng hiểu, không cần gì giải nhiều. Mà muốn biết như vậy làm sao? Phải trước hết phải có đức tin. Đây có đức tin. Ở trong kinh nói vợ anh giải rằng, trong một câu nói rằng, kinh sự thắc quý tăng cô đi sẽ sắp xây thăng. Nó có chi làm cho con người chưa thích thân hết ở trong đời. Thì Phật đáp rằng, cái mà làm cho con người đặt được ưa thích nhượng hết là của cải tài sản. Vì cái tài sản của cải của mình kiếm được đó, nó làm cho mình vừa lòng đẹp ý, hài lòng quan hỷ luôn luôn. Bởi vì tiền bạc có cái con người mà có rồi đó, thì như là đem đến cho con người được năm cái quả phúc. Một là
một cái duy trong sự chi phí, hai cái vui nhưng ngược cái sự nghèo đói, ba cái vui nó tránh khỏi cái sự khổ, bốn cái vui những người có tiền bạc rồi đó nó làm cho tâm những tiền bạc ngọc ngà châu báu càng thêm dễ dàng. Sự tiến hóa trong đời, đây là nơi tài của cải ở bên ngoài, còn cái của cải ở bên trong đây, mấy bà con mình nhớ rằng rất quý. Mà cái của cải bên trong đây nói về cái đức tin. Cái đức tin đó là cái của quý ở bên trong của thiện nam thiện nữ. Con người mà có đức tin vững chắc, hoặc là cái đức tin đời hoặc đức tin đạo, người đó cũng được hưởng năm phước báo. Một là được hạnh phúc yên vui trong cõi đời tùy theo cái hàm tinh và thanh tinh. Thứ nhì, cái của cải bên trong tức là đức tin nó đem của cải, nó đem cái quả phúc tốt đẹp an vui. Thứ nhì là nó làm cho mình giảm cái khổ. Điều thứ ba, nó chữa cái khổ. Cái khổ vì thiếu đạo đức. Điều thứ tư, cái người có đức tin vững chắc rồi, nó đem đến kết quả được thất giác tiên để thành tới bậc chánh đẳng vinh giác bậc a la hán. Cái người có đức tin bên trong là cái tài của cao quý đây, làm cho đạo đức, làm cho chánh pháp được duy trì cái năm ngàn năm. Một cái tài sản ở bên ngoài bà con cũng có thể dữ hiểu, không có cần phải nói thêm. Tôi xin giải thêm cái tích tinh tức là tài sản quý báu ở bên trong, nó đem đến năm cái phước báu. Trước hết nó đem đến cái quả duy cho mình do cái sự phàm tinh và thánh tinh. Những cái người có đức tin mà còn phàm đó thì mình làm chi tiêu trong đời á, hằng được thành tựu mỹ mãn. Vì bao giờ con người có đức tin rồi, biết phải với chân tà, không tạo một cái tội chỉ là một cái phước, và cố gắng thực hành theo ở đời, làm ăn buôn bán cũng ngay thật, và cố gắng làm ăn tất nhiên phải có của cải, ở ngoài cũng có, và bề tâm, cái tâm của mình vững chắc ở trong cái đường đạo đức. Còn nói về người nào mà có đã có thánh tính rồi thì mau đến giải pháp đạt quả niết bàn. Đó là một cái quả phúc thứ nhất. Cái quả phúc thứ nhì, nó có đức tin là tài sản báu quý ở bên trong để thuyên giảm một cái khổ, là khổ sinh già bệnh chết. Nghĩa là cái người có đức tin về thánh đức rồi, người bao giờ có cái khổ già đau chết đến, người ta không có quá
khó khăn, rồi là đau thiết, vì có cái đức tin thanh cao như vậy rồi, biết cái đời, cái thân nó vững đây mà nó vô thường, khổ não vô ngã, thì cái tâm nó không có quá cố chấp, cái bao giờ nó không có cố chấp, hoặc giảm nó cố chấp đi, thì dẫu cái thân này nó đau đớn đến đâu, người ta cũng không có quá chịu khổ. Và còn có cái trí nhớ trí tuệ dễ đến cái chánh pháp Đức Phật, nếu chưa được đắc quả là hang, từ cái bậc thánh thích ở dưới lên tới cao, thì được cõi sanh về cõi trời, rồi sẽ đi đến Niết Bàn không khó khăn. Điều đó là cái gì? Điều thứ ba, một cái người mà có một cái đạo đức rồi, nghĩa là đức tin của cái quý ở bên trong đó, nhưng mà thử những cái chi khó khăn ở đời, những cái chi khó khăn ở đời nó không có thế ngăn cản một cái tâm chính kiến thấy cái lẽ đạo rồi, nó không có dính duyên, nó không có liên ái ở đời, rồi chết được sự yên vui. Một cái thước đau thứ tư ở bên trong là sẽ cái người đó sẽ được đạt đến bảy cái là thất giác chi, là bảy cái pháp làm cho con người được giác ngộ. Một là trí nhớ, hai là chọn biết chọn cái pháp để mà hành, ba là thủy lạc, bốn là tịnh, năm là định, năm là an, sáu là định, còn bảy là xả. Nó bao giờ được bảy cái chi sáng suốt ở đây thì để đi tới Niết Bàn không có lâu. Còn về một cái đức tin để tâm là của báo đây, người nào mà có đủ rồi, họ được gìn giữ cái chánh pháp được lâu dài, thì đem hạnh phúc đối với chúng sanh vô lượng. Đây nói về cái nghiệp, mình phải có cái đức tin ở trong bốn điều. Cái người mà có đức tin cho vững chắc ở trong cái nghiệp, nghĩa là khi mà mình tạo nghiệp lành, mình tin chắc là mình sẽ gặp hạnh phúc an vui trong cõi đời, tin có quả. Bao giờ mình gặp những cái buồn, mình tin chắc rằng cái buồn của ta gặp đây là do cái nghiệp không tốt, cái nghiệp dữ chúng ta đã tạo, cho nên hôm nay chúng ta phải chịu cái quả khổ. Rồi biết như thế đó, rồi không dám phiền trách ai, ráng vui lòng nhẫn nại với cái khổ, chỉ tạo cái nghiệp lành rồi nó sẽ qua khỏi. Vì nó tin nhân tin quả, nó bao giờ gặp cái quả vui rồi nghĩ đến cái quả vui mà ta đã được đây, nó phát sinh từ một cái nghiệp lành ta đã tạo, cho nên hôm nay ta mới gặp cái vui. Biết thế đó rồi, chỉ hết lòng tinh tấn cố gắng tạo cái hạnh phúc ở trong cái đường đạo đức, thì cái hạnh phúc vui nó sẽ đem đến cho mình luôn. Khi tinh nhân tinh quả, tinh cái nghiệp là của mình, nó bao giờ có cái chuyện gì xảy đến chẳng hạn, mình chỉ biết rằng một cái tội phước chân tà duy khổ đây là từ ta mà có, chẳng phải
ngoài ta, không phải người nào đem đến cho ta bậc cha mẹ bà con thân biến, chỉ ta thôi. Thì ta đành vui, ta nên tạo nghiệp đành thêm nữa. Thứ tư, tin cái giác ngộ của Phật, nghĩa là tin chắc rằng những cái pháp là cái lời giải báo của Đức Phật đây là đúng đắn, là chân chánh, không có chi sánh kịp. Ngài nói đâu là có chắc như vậy, rồi mình nó thanh tinh, mình càng tin thêm nữa. Mình thật hành như thế thì không tên chạy sẽ được đến nơi đạo quả nước bạc. Lại nữa, cái đức tin ở bên trong nó đưa cho ta ở đời thì được cái quả vui, ở hạnh phúc, ở trong có người, chết rồi sanh về nhà cảnh, rồi sẽ tự nhiên đến quả nước bạc, được ba cái quả phúc cao thượng như thế đó. Lại nữa, cái đức tin đúng đắn rồi là một cái tài sản bao quý, không ai đoạt được, lửa không cháy, nước không lâu được. Đó như vậy đó mới bà con nên suy xét. Nên mình so sánh với cái của báo ở bên ngoài là vàng bạc của cải ngọc ngà, phải so sánh với cái đức tin là của báo bên trong, thật là khác hẳn. Cái đức tin là của báo bên trong luôn luôn làm cho mình được yên vui hạnh phúc ở cõi đời, lên cõi nhàn cảnh và đến nhất bàn. Còn một cái hạnh phúc tài sản ở đời nó đem đến người ta nhiều cái gì thật, nếu ta có chuyện của nhưng nó là